chào các bạn, mình là Tống Hồng Ngân và hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem một buổi sáng ở Đài Loan của mình sẽ như thế nào nha. Hôm qua mình ăn mì tôm thế nên là hôm nay phải đi đổ cái thức ăn thừa đi rồi mới rửa bát được. Hành lang vắng tanh không một bóng người. Phòng của mình là phòng 1059 nè, surprise. Không mang nước rửa bát thế nên mình rửa bát bằng dầu gội đầu. It's okay right? Rửa bát sạch sẽ xong xuôi, bây giờ mới là 4:30 phút sáng thôi. Ngoài trời vẫn tối om như mực, nhưng nhìn trong gương các bạn có thể thấy một cô gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu đang giơ tay say hi. Ok, xoay tóc nè. Ui, nhìn cái góc này cho mình béo và nọng dã man ý. Làm thế nào để giảm béo mặt hả các bạn? Ok, đổi góc đi. Nhìn nó cũng sợ quá. Nhìn góc này trông ok là hơn đấy chứ nhỉ. Còn góc này thì sao? Có thấy trông mình xinh xắn hơn không? Mình nghĩ là có đấy. Một khi nào mà không thấy mặt thì lúc nào cũng là xinh nhất phải không mà các bạn. Oops, there's something wrong. Oh, hình như là tóc mình bị stuck vào trong cái máy sấy hay sao ấy. Ủa thân nào. Lại tiếp tục sấy tóc. Check xem có xinh xắn không. Hết kem chống nắng, thảm họa của cuộc đời. Bây giờ 5 giờ sáng nhưng vẫn phải bôi kem chống nắng nha các bác. Đây là gương mặt của mình trước khi bôi kem chống nắng. Các bạn có thể thấy hai cái cục mụn to ngất ngây con gà tây. Chu mỏ. Ê, cô tê không nà. Và đây là gương mặt của mình sau khi bôi kem chống nắng. Các bạn có thấy sự khác biệt gì không? Probably not. Bôi kem chống nắng xong, công việc tiếp theo đấy chính là thu dọn hành lý. Bởi vì mình là một con bầy bừa khủng khiếp. Thực ra hành lý của mình cũng đâu có gì nhiều đâu. Mình chỉ mang hai chiếc áo phông này, một chiếc áo len, một chiếc quần và một đôi giày thể thao thôi, cộng với một đống đồ ăn thức uống. Oops, where's my giày thể thao nhỉ? À, đây rồi. Hey, come here. Nhét hai chiếc tất thối vào trong chiếc giày. Oops, nhét hai chiếc tất vào trong giày nha. Một tay quay, còn một tay thì nhét giày thì quả là một cái việc cũng khá là khó khăn đấy. Nhưng mà mình là một thiên tài, thế nên là mình có thể xử lý được các bạn ạ. Quá đơn giản, quá dễ dàng. Yo, đôi giày đã vào trong chiếc túi giày. Hey hey, một like. Tiếp tục công việc dọn dẹp. Hôm qua đi chợ đêm thế nên là mình mang theo quá trời đồ này. Chiếc mũ này mình đi mượn. Đúng vậy, bởi vì mình là đứa chuyên mượn đồ của bạn. Wow, nhiều tiền chưa các bác ơi? Tôi thấy từ 100 đô la kìa. Cất tiền đi, cất tiền nào, cất ngay tiền đi. Mẹ mình dặn là không có để tiền lung tung đâu các bác ơi. Nhớ nhé, ở phòng khách sạn các bạn đừng bày bừa ra nhà. Rác thì phải vứt đi cho người ta ha. Và bây giờ sẽ một màn ảo thuật. Tên tên, boom. Chai nước đã đầy ú ụ rồi. Các bạn có thấy mình siêu không nè? Muốn like cho mình chứ. Stay hydrated nha, thế nên là mình luôn luôn mang theo chai nước. Và đang mặc quần tất thì mình phát hiện ra là mình quên dán ergo, nên bây giờ mình phải một tay dán ergo, một tay cầm máy quay. Quả là một công việc rất khó khăn nhưng mình đã làm được. Để lại một chiếc nốt cho nhân viên dọn vệ sinh, bởi vì mình đã làm tắc cổng. Không phải mình làm tắc cổng đâu, cái cổng nên là vốn bị tắc mà. Và bây giờ mặc quần áo, trang điểm xong, xinh xắn xong xuôi. Chẳng mình cũng ra gì vào nấy nọ đấy chứ nhỉ. Hành lý chuẩn bị xong rồi nè. Bây giờ lôi vali xuống cất ở locker. À quên, cất quần áo chứ không phải cất vali. Lôi vali xuống sảnh. Trời đã sáng rồi, chúng mình chuẩn bị đi làm thôi. Và bây giờ thì mình đã lên xe buýt. Ôi, trời Đài Loan đang mưa buồn. Còn đang tắt đường nữa chứ. Wow, chúng mình đến sân bay rồi. Sắp phải tạm biệt Đài Loan rồi. Hẹn gặp lại Đài Loan sau 2 ngày nữa. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Love ya. Bye bye.